Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ hai, ngày 6 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị khán giả tuần mới làm việc hiệu quả, nhiều thành công và đừng quên thực hiện tốt khuyến cáo 5K để phòng chống dịch COVID-19. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam hành các vụ án. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 Phục hồi và Phát triển Bền vững. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội cùng 57 điểm cầu. Dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Bắc Cạn có các đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Cạn, Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Diễn đàn được chia thành hai phiên, tập trung vào các vấn đề phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chính sách tài khóa tiền tệ, bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động. Trong diễn đàn, tại các phiên họp toàn thể, tọa đàm cấp cao và hai tọa đàm chuyên đề, các diễn giả, chuyên gia sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan tới chính sách tài khóa, tiền tệ, lao động và việc làm. Việc tổ chức diễn đàn khẳng định Quốc hội tiếp tục chủ động, tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong xây dựng, thảo luận và ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng làm rõ bối cảnh quốc tế, dự báo đánh giá về diễn biến của dịch COVID-19 với biến thể, biến chủng mới, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế do tác động của COVID-19, xu hướng sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch bệnh. Nghiên cứu các chính sách ứng phó với dịch COVID-19 đã được thực hiện trên thế giới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn được lắng nghe những ý kiến đánh giá thực trạng kinh tế xã hội hiện nay, những kiến nghị đề xuất cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các gợi ý chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian tới. Thông qua trao đổi, giải đáp câu hỏi sẽ huy động nguồn lực từ đâu, nhất là trong điều kiện thị trường vốn chung và dài hạn của Việt Nam còn đang hạn chế và sẽ phân bổ các nguồn lực vào các nội dung, mục tiêu cụ thể nào trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời, giải đáp được câu hỏi là năng lực hấp thụ với nền kinh tế, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn những điểm nghẽn, những vướng mắc như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giải ngân đầu tư công để Việt Nam có được những giải pháp vượt qua khó khăn, sớm phục hồi nền kinh tế trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị khán giả, từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, huyện Ngân Sơn đã dành hơn 1,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cầu tại thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan. Quy mô đầu tư xây dựng gồm cầu một nhịp dài 8m, đường dẫn hai đầu cầu. Hiện công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi cho gần 150 hộ dân thôn Nà Kéo và các thôn lân cận. Cây cầu này hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa đường huyện 252B lên thôn Sáo Thảo và ra quốc lộ 3. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương, hướng tới mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Thưa quý vị khán giả, từ nguồn vốn của chương trình Đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 2, thành phố Bắc Cạn đang triển khai một số dự án nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường nội thị. Tuyến đường Đội Kỳ và đường Bàn Văn Hoan cùng trục cầu được nâng cấp sửa chữa với tổng mức đầu tư là hơn 20 tỷ đồng do công ty cổ phần Hồng Hà thi công. Theo kế hoạch, đường Đội Kỳ sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán, đường Bàn Văn Hoan hoàn thành trong năm 2022. Đây là hai tuyến đường có mật độ giao thông lớn, nhất là vào giờ tan tầm. Việc nâng cấp cải tạo hai tuyến đường trên góp phần cải thiện mạng lưới giao thông đô thị, giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn. Hiện nay nhu cầu về nguyên liệu gỗ rừng trồng của các cơ sở chế biến gỗ trong tỉnh tăng cao. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu này đang đứng trước nguy cơ bị thiếu hụt, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong ngành gỗ. Sản xuất cầm chừng, công suất hoạt động thấp, không làm ra được nhiều sản phẩm. Đó là tình trạng chung mà nhiều cơ sở chế biến gỗ quy mô hộ gia đình tại huyện Chợ Đồn đang gặp phải. Bên cạnh những nguyên nhân như vốn đầu tư ít, trình độ kỹ thuật chưa cao, thì vấn đề thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào đang là trở ngại của không ít đơn vị. Phải tùy theo cái nguồn nhập vào, và nguồn nhập vào mà được nhiều thì mới sản xuất được nhiều. Như cao nhất ở em đây thì em cũng tỷ lệ là mỗi tháng chỉ làm được tầm khoảng 15-20 mét khối thôi, ván. Vâng. Cho nên là còn những xưởng như của em là còn nhỏ lẻ, cho nên là rất khó khăn. Tỉnh Bắc Cạn hiện có trên 97.000 hecta rừng trồng. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để phục vụ sản xuất, chế biến lâm sản. Tuy nhiên, theo ngành chức năng,
Thời gian qua, do nguồn gỗ được xuất bán đi nhiều tỉnh thành khác, nên không ít cơ sở chế biến lâm sản trong tỉnh bị thiếu nguồn nguyên liệu. Bên cạnh đó, tại một số nơi, người dân khai thác ồ ạt gỗ non, gỗ tròn chưa đủ tuổi trong thời gian dài, đã khiến nguồn nguyên liệu gỗ rừng bị suy giảm. Ngoài ra, rừng trồng chưa có nhiều loại gỗ lớn nên các doanh nghiệp sản xuất gỗ không đủ nguồn nguyên liệu chất lượng để phục vụ xuất khẩu. Hiện tại thì đối với tỉnh Bắc Cạn mình thì cái rào cản rất là lớn đó chính là cái sự bền vững về cái nguồn nguyên liệu thì cũng mới đáp ứng được cái nhu cầu phát triển ngày càng tăng của công ty nói riêng và của toàn xã hội của nói chung. Để tạo vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng ổn định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến gỗ tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tạo vùng nguyên liệu bền vững thông qua trồng lại rừng sau khai thác, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc thâm canh rừng, phân vùng trồng rừng nguyên liệu theo định hướng phát triển loài cây chính gồm keo, mỡ và các loài cây phụ trợ như lát, chám, xoan, quế hồi, sao, thông, nhằm tạo ra được vùng nguyên liệu đảm bảo phục vụ công tác chế biến. Tỉnh tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu để tạo ra những cái vùng nguyên liệu đủ lớn để phục vụ cho các nhà máy, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào, tập trung hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến sâu, đồng thời liên danh liên kết với người dân để tạo ra một cái chuỗi phát triển nông nghiệp một cách từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến và đến xuất khẩu các sản phẩm như vậy. Cùng với những giải pháp trên, tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khai thác gỗ non sang khai thác gỗ lớn nhằm tạo vùng nguyên liệu tập trung, cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa diện tích rừng trồng đạt 100.000 ha, diện tích khai thác đạt từ 5.500 đến 6.500 ha một năm, sản xuất ra 300.000 mét khối sản phẩm, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trồng rừng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thành phố Bắc Cạn đã xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Để tăng cường sản xuất, cung ứng và đảm bảo oxy cho điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế đã ra quyết định số 4308 ban hành đề án tăng cường khả năng cung ứng sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, chỉ đạo các địa phương rà soát đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật oxy tại các cơ sở y tế và căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về nhu cầu oxy để có kế hoạch và triển khai đầu tư cải thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống oxy y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế, thì theo đó là Trung tâm Y tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cái kế hoạch phương án số 05 ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc đáp ứng oxy theo cái tình huống điều trị COVID-19 trên địa bàn toàn thành phố. Và đồng thời thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban ban hành những kế hoạch về điều chỉnh bổ sung một số nội dung phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 và cái kế hoạch là triển khai cái mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID trên địa bàn. Trên địa bàn thành phố Bắc Cạn hiện nay chưa có hệ thống oxy trung tâm. Tổng số bình oxy y tế 40 lít hiện có là 19 bình. Thành phố Bắc Cạn cũng chưa có nhà máy sản xuất oxy y tế và chưa có cơ sở chiết nạp oxy y tế. Việc cung ứng oxy y tế, thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố chủ yếu là do các doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội cung ứng. Sau khi mà có quyết định là tiêm vaccine tại trạm y tế, thì trung tâm y tế cũng có phân cho trạm y tế một cái bình oxy. Hiện tại bình oxy thì đảm bảo cái chất lượng về bình oxy cấp cứu tại trạm. Bình oxy thì về chất lượng là tốt. Thành phố đã xây dựng phương án chuẩn bị cơ sở hạ tầng oxy y tế, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo các kịch bản diễn biến dịch bệnh với phương châm 4 tại chỗ, đồng thời rà soát thực trạng oxy y tế tại các cơ sở y tế công lập, nhu cầu oxy y tế trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Các tình huống số ca mắc được xây dựng theo từng cấp độ, nhu cầu tiêu thụ oxy y tế cho một ngày điều trị và năng lực hiện tại đáp ứng oxy y tế.
những giải pháp khi không cung cấp đủ oxy, đồng thời chuẩn bị vật tư trang thiết bị cần thiết, trong đó có oxy đáp ứng diễn biến dịch để điều trị phù hợp với các tuyến, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Qua rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2021, giữa chuẩn nghèo cũ và mới của huyện Bạch Thông có sự chênh lệch về tỷ lệ số hộ nghèo cận nghèo. Tổng số gia đình trên địa bàn huyện được rà soát là gần 8.700 hộ. Xét theo quyết định số 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thì số hộ nghèo của huyện là gần 1.100 hộ, chiếm tỷ lệ 12,6%. Hộ cận nghèo 1.021 hộ, chiếm tỷ lệ gần 11,8%. Năm 2021, rà soát và đánh giá chuẩn nghèo theo Nghị định 07, thì số hộ nghèo là 1.757 hộ, chiếm tỷ lệ 20,27%, và hộ cận nghèo là 915 hộ, tỷ lệ 10,56%. Qua công tác tổng rà soát hộ nghèo năm 2021, huyện Bạch Thông còn một số vướng mắc lúng túng giữa chấm theo chuẩn mới và chuẩn cũ, dẫn đến một số nhầm lẫn trong quá trình chấm. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ, thực hiện quyết liệt hơn nhằm đúng quy định, không bỏ sót đối tượng. Thưa quý vị khán giả, từ tháng 3 năm 2017, Tòa án Nhân dân tối cao đã có hướng dẫn để hệ thống tòa án các địa phương trong cả nước tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Từ đó đến nay, hệ thống tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được hàng trăm phiên tòa rút kinh nghiệm. Nhờ vậy đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng xét xử các vụ án tại địa phương. Thẩm phán Nguyễn Khánh Phương, hiện nay là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, đang được giao phụ trách giải quyết án hình sự, án hành chính. Thực hiện theo chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, từ năm 2017 đến nay, năm nào ông cũng đảm nhận xét xử ít nhất một vụ để rút kinh nghiệm. Lúc đầu khi mới triển khai chủ trương tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm khiến ông Phương không khỏi lo lắng. Tuy nhiên sau 4 năm triển khai chủ trương này, ông thấy mang lại hiệu quả rất tích cực. Cái công tác chuẩn bị thì tất nhiên là nó có vất vả, nó có sức ép hơn so với lại những phiên tòa thường. Chúng tôi phải có kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt. Rồi là khi mà chuẩn bị phiên tòa thì báo cáo các đồng chí là cũng phải lên cái kế hoạch xét hỏi, xử lý tình huống nó cũng phải hết sức chú đáo hơn những phiên tòa khác. Đấy, xong là từ đấy thì nó sẽ nâng cao cái chất lượng phiên tòa lên. Đấy, và đặc biệt là khi mà triển khai cái phiên tòa rút kinh nghiệm ý, thì trong những cái thủ tục rồi trong những cái điều hành phiên tòa thì chúng tôi sẽ phải rất cẩn trọng. Khi bắt đầu triển khai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, không chỉ ông Phương mà các thẩm phán khác cũng có phần lo lắng, bởi tại phiên tòa sẽ có lãnh đạo đơn vị cũng như các thẩm phán khác, thư ký tòa và đại diện các cơ quan tố tụng cùng tham dự. Sau phiên tòa sẽ tổ chức họp để đóng góp ý kiến vào quá trình điều hành phiên tòa của thẩm phán và hội đồng xét xử. Xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm sẽ có hiệu quả tốt trong việc nâng cao chất lượng xét xử, nên ngay từ năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Thì sau khi mà có chỉ đạo của tòa án tối cao thì ban cán sự đảng lãnh đạo toàn tỉnh cũng đã họp thống nhất và ra các nghị quyết chỉ đạo các đơn vị tòa án trong tỉnh và tòa án các huyện thị sẽ tổ chức cái phiên tòa kinh nghiệm theo hướng dẫn của tòa án tối cao. Quan tâm nhất là cái hình thức phiên tòa là về quá trình tác phong, khẩu khí khi mà thẩm vấn, điều khiển phiên tòa của chủ tọa phiên tòa và hội đồng xét xử. Ngay năm đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, hệ thống Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức được 30 phiên tòa rút kinh nghiệm. Từ đó đến năm nay, năm nào cũng tổ chức được trên 40 phiên tòa, trong đó năm nhiều nhất được 56 phiên tòa, vượt khá cao chỉ tiêu mà Tòa án Nhân dân tối cao đề ra là mỗi thẩm phán phải chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm trong một năm. Điều quan trọng hơn là qua đó các phiên tòa đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, nghiêm minh của pháp luật và đúng tinh thần cải cách tư pháp. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục phát huy những cái thành tích đã đạt được và những kết quả đã đạt được thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục là động viên anh em khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các yêu cầu về các phiên tòa để cho nó tốt để đảm bảo thực hiện cái yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Thực tế tại hệ thống Tòa án Nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn cho thấy, việc thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm chính là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án. Nếu như năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn có 2,8% số vụ án bị sửa, hủy, thì đến năm 2020, con số này giảm xuống chỉ còn 0,9%.
Hội cựu chiến binh thành phố Bắc Cạn vừa tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi hướng tới chào mừng Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia giải có 80 vận động viên là các hội viên đến từ 8 xã phường và khối cơ quan trên địa bàn thành phố. Các đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn và tìm ra 2 đội có thành tích tốt nhất bước vào thi đấu chung kết. Với tinh thần thể thao sôi nổi, các vận động viên đã thi đấu hết mình, tạo ra những trận đấu kịch tính hấp dẫn người xem. Đây là dịp các hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chương trình thời sự sáng thứ hai của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.